Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện nóng đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, hai ngày qua, huyện Phong Chính, Cáp Nhị Tân hứng chịu mưa lớn khiến nhiều con sông bị vỡ bờ bao và hàng nghìn mẫu đất màu mỡ bị ngập lụt, nhưng các quan chức hầu như im lặng trước sự kiện thảm khốc này. Theo các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Cáp Nhị Tân đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 13 giờ 35 phút ngày hôm kia. Trong một giờ qua, lượng mưa ở quận Tương Phương và quận Bá Yến là 20-30mm, dự kiến rằng lượng mưa sẽ tiếp tục giảm trong 3 giờ tới. Lượng mưa liên tục ở quận Tương Phường, quận Bình Phường, quận Na Gang và trung tâm Bá Yến có thể đạt 20-40mm. Hãy chú ý đề phòng ngập úng đô thị và ngập úng đất nông nghiệp. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy trận mưa xối xả khiến mực nước tất cả các con sông ở huyện Phong Chính, Cáp Nhị Tân tăng vọt. Ngô sắp trổ bông có thể bị thất thu nặng nề. Đoạn video cho thấy những người nông dân địa phương đã sử dụng máy xúc và tạo thành một bức tường người để cố gắng chặn lỗ thủng trên bờ kè, nhưng họ không thể chặn được. Đoạn video cho thấy dân làng địa phương chỉ biết nhìn dòng nước và thở dài khi chứng kiến 100.000 hecta đất màu mỡ bị ngập lụt. Các nhà chức trách cũng đã cho nhấn chìm những chiếc xe tải lớn chở đầy sỏi vào chỗ vỡ trong nỗ lực sửa chữa bờ kè. Trước đó, nhiều nơi ở Giang Tô hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp, trong đó Thái Châu và Giang Yên ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Nhiều con sông bị tràn bờ đê đổ thẳng vào thị trấn. Toàn bộ thị trấn chìm trong biển nước. Hệ thống thoát nước của thành phố đã hoàn toàn thất bại và người dân đang chèo thuyền trên đường phố và câu cá ngay trước cửa nhà họ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 14 giờ ngày 25 tháng 8 đến 14 giờ ngày 26 tháng 8, mưa bão lớn đã xảy ra ở trung tâm Giang Tô với 317mm ở Thái Châu, 283,7mm ở Giang Yên, 266,4mm ở Như Cao, 259,2mm ở Giang Đô và 256,7mm ở Dương Châu, tất cả đều hiếm gặp trong lịch sử quan sát. Theo các báo cáo, cả Thái Châu và Giang Yên đều đã phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày, lớn nhất trong lịch sử quan sát. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc xảy ra một trận mưa lớn ở Dương Châu, đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc tại đây. Mực nước của tất cả các con sông ở Thái Châu đều tăng vọt, một số con sông tràn qua đê, đổ thẳng vào khu đô thị, làm ngập đường phố. Một cư dân mạng địa phương đã mô tả cảnh tượng này. Sông Châu Sơn là một con sông lớn chảy qua thành phố Thái Châu và nối với sông Dương Tử, nhưng lần này nó đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Chẳng lẽ sông Dương Tử cũng bị ngập? Các video do cư dân mạng đăng tải cho thấy cư dân địa phương chèo thuyền trên đường phố. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở Dương Châu. Cả thành phố bị bao phủ bởi một biển nước lũ, mưa xối xả nhiều ngày ở Tứ Xuyên, Trung Quốc dẫn đến lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Gần 100.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Cam Túc trong hơn 60 năm qua. Một người dân ở thị trấn Ngọc Lý, quận Tự Trị Bắc Xuyên Cường, miền Dương Tứ Xuyên, nói với phóng viên của Voice of Hope rằng: "Chúng tôi đang đi trên một con đường núi và mưa lớn đã làm hỏng đường, vì vậy ô tô không thể đi đến đó." Người dân nói rằng họ hiện đang cần các vật phẩm cứu trợ như thực phẩm và quần áo. Một nhân viên của một hợp tác xã ở thị trấn Ba Di của quận cho biết, mưa lớn rơi từ sáng sớm ngày 24 tháng 8 đến tối nay và chúng tôi vẫn đang gấp rút sửa chữa và dọn dẹp. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình của thiên tai, nhân viên này nói rằng chưa có thông báo chính thức. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, mưa lớn đã khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn ở phía tây của quận Tự Trị Bắc Xuyên Cường. Nhận định từ quá trình phỏng vấn, tín hiệu viễn thông tại địa phương vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, tín hiệu chập chờn. Theo dữ liệu chính thức, tính đến ngày 25 tháng 8, 6 người đã thiệt mạng, 12 người mất tích và 22.300 người ở 13 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nhã An, Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn, một số con đường bị hư hại và một số lối vào con đường cao tốc bị đóng cửa. Theo dự báo của mạng thời tiết Trung Quốc, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 sẽ có mưa to, dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá từ lưu vực Tứ Xuyên đến Giang Hán và Giang Hoài. Ngoài ra, trước đó 2 ngày, Thanh Dương, Cam Túc,
hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1956 và sông Vị Hà, phụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà, hình thành trận lũ số 1 năm nay với mực nước đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Khoảng 97.031 người ở 80 thị trấn thuộc 6 quận bị ảnh hưởng và 6 người ở Long Nam thiệt mạng. Nước vẫn đang dâng lên. Đoạn video trực tuyến cho thấy chiếc xe bị ngâm trong nước và một số thiết bị hạng nặng như tháp bồn chứa và thùng chứa bị lũ cuốn trôi. Theo thống kê của thành phố Khánh Dương, 342 hộ gia đình với 489 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại ở các mức độ khác nhau, gần 2.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và gần 2.000 km đường bị hư hỏng, 10 nhà máy xử lý nước thải bị cuốn trôi và 11 khu công nghiệp, các doanh nghiệp khai thác mỏ và thương mại bị hư hại do xảy ra một trận lở đất, thiệt hại kinh tế trực tiếp 136 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, gần đây 377 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã ngập trên mức cảnh báo, khiến chức năng kiểm soát lũ của dự án Tam Hiệp trở nên vô hiệu hóa. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây dẫn lời một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết, kể từ mùa lũ năm nay, trên cả nước đã có 23 trận mưa lớn, khiến 377 con sông ở 18 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị ngập lụt, hứng chịu lũ trên ngưỡng cảnh báo, cao hơn mức cảnh báo cùng kỳ năm 1998, số sông ngập hơn 80%. Hiện tại, mực nước dòng chính của Trung và Hạ lưu sông Dương Tử, hai hồ Thượng và Trung lưu sông Hoàng Hà, Thái Hồ và sông Tây Giang cao hơn so với thời gian của những năm bình thường từ 0,1 đến 5,1 mét. Trong số đó, đoạn Cửu Giang của dòng chính sông Dương Tử và cửa hồ Po Giang đã vượt quá mức cảnh báo từ 0,32 đến 0,52 mét. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức nói rằng trận lụt năm 1998 là trận lụt ngàn năm có một, nhưng mực nước của trận lụt năm nay đã vượt quá mực nước lũ năm 1998. Dự án Tam Hiệp về cơ bản đã hoàn thành vào năm 2009. Năm 2010, Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố dự án về cơ bản đã hoàn thành. Điều đó cũng có nghĩa là hệ thống kiểm soát lũ ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử về cơ bản đã hoàn thành. Sau đó, với việc sử dụng các công trình ngăn lũ và trữ nước, bờ sông Tĩnh Giang, khu vực Hồ Động Đình và đồng bằng Giang Hán đã tránh khỏi những thảm họa tàn khốc. Lữ Hữu Mỹ, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hiệp đã từng than thở rằng nếu dự án Tam Hiệp được xây dựng vào năm 1998 thì đã không phải lo lắng về lũ lụt. Nhưng hôm nay, chỉ hơn 10 năm sau khi hoàn thành dự án Tam Hiệp, lũ lụt với quy mô tương tự lại tấn công vùng Trung và Hạ lưu sông Dương Tử. Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia về bảo tồn nguồn nước, từng cảnh báo việc xây dựng đập Tam Hiệp sẽ gây ra những bất thường về khí hậu. Trong 20 năm từ năm 1998 đến năm 2023 đã xảy ra 3 trận lụt ngàn năm có một, cho thấy khí hậu đang bị thay đổi nhanh chóng. Tiến sĩ Wang Weilu chỉ ra rằng lũ lụt là hiện tượng trao đổi chất giữa sông ngòi và tự nhiên, và các nguyên nhân do con người tạo ra là thủ phạm chính gây ra lũ lụt thường xuyên. Cơ quan quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp vào tháng 5 năm nay và dự đoán rằng sau mùa lũ có thể có lũ ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của công tác phòng chống lũ lụt được chính quyền nhấn mạnh là đảm bảo đập hồ chứa có thể an toàn vượt qua mùa lũ. Xây đập là để chống lũ, sao bây giờ lại trở thành tâm điểm bảo vệ, trời mưa to mình cứu trước. Tôi cho rằng thậm chí còn thả lũ tự nhiên và lũ tích trữ lại với nhau, làm tăng dòng chảy của lũ một cách nhân tạo. Nước không thể chứa ở nơi cao vì nó sẽ có hại, nhiều thứ là do con người chiếm giữ không gian nước. Điều đáng chú ý là so với trận lũ sông Dương Tử xảy ra năm 1998, trận lũ năm nay nghiêm trọng hơn, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều mất tiếng. Cho đến ngày 24 tháng 8, mực nước của toàn bộ dòng chính của Trung và Hạ lưu sông Dương Tử và các trạm kiểm soát của hai hồ đã rút về mức cảnh báo. Sau đó, các phương tiện truyền thông chính thức tiết lộ rằng mực nước ở một số lưu vực sông đã vượt quá mức cảnh báo trong 13 ngày. Thưa quý vị, vừa qua, cơn bão số 4 đổ bộ vào Mậu Danh, Quảng Đông gây ra thiên tai ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Tàu công binh bị chìm và gần 30 người thiệt mạng và mất tích. Một cổng làng ở thành phố Thạch Gia Trang bị đổ do mưa to gió lớn khiến 8 người thiệt mạng. Gần đây, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, tài sản và cả tính mạng. Wang Weilu cho rằng xả lũ không báo trước đã trở thành một đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thảm họa nhân tạo đã biến thành thảm họa tự nhiên. Chiều thứ Hai vừa qua, bão số 4 đã đổ bộ vào Điện Bạch, Mậu Danh, Quảng Đông, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Bão số 4 đi đến đâu, bão tố hoành hành dữ dội đến đó.
khi bão số 4 đổ bộ có những trận mưa xối xả liên tục ở Đông Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và đảo Hải Nam và tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra. Lượng mưa ở Tam Á, Hải Nam đã phá vỡ kỷ lục lịch sử trong một ngày. Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm ngày thứ Ba đã cảnh báo rằng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một cần cầu nổi đã bị đứt dây neo và bị nạn ở vùng biển gần đảo Hải Linh ở Dương Giang, Quảng Đông. Tính đến 12 giờ ngày thứ Ba, 3 trong số 30 thành viên phi hành đoàn trên tàu đã được trực thăng cứu hộ của đội bay Hồng Kông giải cứu, hiện vẫn chưa rõ tung tích của 27 người còn lại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão, giao thông đường sắt ở tỉnh Hải Nam đã tạm thời bị đình chỉ vào ngày thứ Hai và hơn 400 chuyến bay tại các sân bay Hải Khẩu và Tam Á đã bị hủy. Nhiều đường phố ở trung tâm thành phố Tam Á ngập trong nước lũ, người dân phải chèo thuyền để đi lại. Hôm thứ Ba, chính quyền quận Lục Tuyền của thành phố Thạch Gia Trang đã đưa ra một thông báo cho biết vào tối thứ Hai, do mưa lớn bất ngờ và thời tiết giông bão, phần trên của cổng vòm phía bắc của làng Thái Đầu, thị trấn Thương Trang đã bị sập từ độ cao 12m, khiến những người đang trú mưa bị đè bẹp. Hiện cơ quan chức năng đã tìm kiếm và cứu được tổng cộng 9 người, trong đó 8 người đã thiệt mạng và 1 người đang điều trị tại bệnh viện. Trung Quốc đại lục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan trong những ngày gần đây. Trong tháng này, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét trên núi thường xuyên xảy ra khiến nhiều ngôi nhà bị sập, nhiều người thiệt mạng. Thời tiết cực đoan không chỉ gây thương vong thiệt hại cho nhiều khu vực mà còn tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế. Trước khi bão số 4 đổ bộ, miền Nam Trung Quốc như Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong vài tuần. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thiên tai không chỉ gây ra thiệt hại mà ở Trung Quốc, thiên tai còn có thể khiến các nhóm dễ bị tổn thương bị mắc kẹt trong nghèo đói. Thiên tai lũ lụt đã xảy ra hầu như hàng năm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử trong nhiều năm và xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Theo thông tin được công khai, trước năm 1949, lưu vực sông Châu Giang trung bình cứ 24 năm lại có một trận lụt, sau năm 1949 cứ 3 năm lại có một trận lũ. Từ năm 2020 đến năm 2023, Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây đã bị lũ lụt 3 năm liên tiếp. Vào tháng này năm nay, Dương Sóc bị 3 lần. Đầu tiên là sự thiếu hụt bẩm sinh và quy hoạch không hợp lý của hệ thống thoát nước đô thị. Thứ hai, sự phát triển bất động sản quá mức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến vùng đồng bằng bị ngập lũ, khiến nó trở thành một hồ chứa tự nhiên vô dụng. Tuy nhiên, do sụt lún địa chất và các vấn đề khác ở vùng ngập lũ, chất lượng của các tòa nhà được xây dựng trên đó đã bị ảnh hưởng, thậm chí nó còn trở thành một dự án đậu phụ. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước sống ở Đức, tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến mùa lũ thành thảm họa lũ lụt phải xảy ra và việc xả lũ thiếu cảnh báo là nguyên nhân chính. Có 3 lý do dẫn đến lũ lụt mà không có cảnh báo. Một là dự báo thời tiết thiếu chính xác dẫn đến không thể dự báo chính xác thời điểm mùa lũ và lượng mưa trong mùa lũ. Hơn nữa, khả năng chứa các hồ chứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng nhỏ lại, khiến nó không thể chứa đủ lượng nước trong mùa lũ. Lý do thứ ba chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc trốn tránh bồi thường cho người dân thường để có thể đổ lỗi thảm họa cho Chúa. Wang Weilu nói, nếu bạn nói rằng bây giờ quan chức tuyên bố rằng tôi sẽ xả lũ, thì quan chức sẽ phải bồi thường cho tất cả những thiệt hại về người và tài sản sau này mà bạn phải gánh chịu, bởi vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi chính quyền. Nếu chính quyền nói rằng tôi phải làm điều đó như một phương sách cuối cùng và rằng tôi phải xả lũ khẩn cấp dưới mưa lớn ở thế giới cũ, thì nó sẽ đẩy tất cả trách nhiệm cho bầu trời cũ và nó sẽ không phải bồi thường. Wang Weilu cho rằng sức tàn phá của việc xả lũ lớn hơn rất nhiều với lũ tự nhiên. Việc xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, năm này qua năm khác, biến mùa lũ thành mùa lũ. Xả lũ không báo trước đã trở thành một đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. San Kei Simbun, giám đốc chi nhánh Đài Bắc Akio Yata, cũng đồng ý với quan điểm của Wang Weilu. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!